Thưa quý vị và các bạn, hiện tại phóng viên Bích Quyên của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông Bảo Yên đang có mặt tại cầu Hạnh Phúc, thị trấn Phố Giàng, nơi mà ngày hôm qua tại đây thì nước lũ đã tràn qua mặt cầu và đến thời điểm hiện tại thì nước đã rút. Tuy nhiên thì trên mặt cầu hiện tại đang có rất nhiều rác và các vật dụng bị trôi từ thượng nguồn về. Trong đó thì có cả đồ đạc của người dân cũng đã bị mắc kẹt lại ở trên mặt cầu. Và ở phía dưới cầu thì cũng hiện tại đang có rất nhiều rác đang bị mắc ở dưới chân cầu. Nước trên sông chảy vẫn khá là cao ạ. Đây ạ, quý vị có thể quan sát. Nước đang rút khá là nhanh ạ. Và hy vọng là lượng mưa sẽ giảm đi để cho các thủy điện xả với lưu lượng nhỏ thì sẽ không bị ngập tiếp. Nhưng nếu mà thời tiết không ủng hộ, vẫn tiếp tục mưa lớn thì bắt buộc là các thủy điện ở phía thượng nguồn sẽ phải xả lũ. Quý vị theo dõi live stream của báo Lào Cai đừng vội rời màn hình nhé. Phóng viên chúng tôi vẫn đang tiếp tục tác nghiệp trên các tuyến phố trên nội thị thị trấn Phố Giàng. Và hiện tại thì thị trấn Phố Giàng với phương châm là nước rút đến đâu thì sẽ khắc phục tới đó. Vì vậy Bảo Yên rất mong muốn là sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị địa phương, đặc biệt là các lực lượng tình nguyện viên sẽ cùng tham gia hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ trên địa bàn thị trấn Phố Giàng và các xã của huyện Bảo Yên. Hiện tại thì chúng tôi đang di chuyển trên tuyến phố dẫn ra ngã tư của thị trấn Phố Giàng, nơi mà đêm hôm qua cũng đã bị ngập hoàn toàn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay nước đã rút, vì vậy là trên tuyến phố này đã có thể lưu thông trở lại. Tuy nhiên thì khu vực chợ và khu vực cầu trắng của thị trấn Phố Giàng hiện tại vẫn chưa thể lưu thông được. Đây ạ, đây là chợ ở thị trấn Phố Giàng ạ. Sau khi nước rút thì các hộ gia đình sống ở đây đã dọn dẹp nhà cửa. Những tàn dư sau khi mà nước rút ạ. Người dân đang cố gắng thu dọn dẹp vệ sinh khu phố này. Bác ơi, nhà mình đã dọn được nhiều chưa ạ? Hai bác thì có anh chị ở nhà không? Hay có mỗi hai bác? À thế ạ, thế là hai bác là tự dọn dẹp nhà cửa ạ? Nhà mình là bán đồ gì đấy ạ? Đấy. Khổ thân quá. Trời vẫn đang mưa to. Thôi hai bác cố gắng nhé hai bác nhé. Thế hôm qua nhà mình là ngập hết vào trong nhà à? Ui, lên đến đấy à? Thế thì lúc đấy thì hai bác di chuyển đi đâu ạ? Lên trên tầng 2 ở ạ? Dạ vâng. Trong kia là cám mà bác? Cám cho gia súc gia cầm mà. Thế là bị ướt hết rồi à bác? Vâng. Thế thôi hai bác cố gắng nhé hai bác nhé. Đây ạ, lực lượng chức năng trên địa bàn thị trấn Phố Giàng đã mang nhu yếu phẩm đi hỗ trợ các gia đình. Xuống khu Phước Khánh đi ạ. Bạn ơi, khu Phước Khánh chúng mình không thể tiếp cận được địa bàn vì không còn con đường nào để đi xuống. Hiện tại thì phóng viên và người dân trên địa bàn thị trấn không thể di chuyển đi tới các địa phương khác trên địa bàn huyện Bảo Yên. Vâng, lực lượng chức năng của
của huyện Bảo Yên thì đã thức trắng đêm để có thể hỗ trợ người dân. Tuy nhiên thì con người và phương tiện có hạn, thế nên là cũng khá là khó khăn ạ. Đây quý vị quan sát, như ngày hôm qua thì đêm hôm qua thì nước đã dâng lên đến trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Yên. Và cho tới tận sáng ngày hôm nay thì nước đã rút. Đây ạ, đây là trường số 1 Bảo Yên. Hiện tại trên sân, trong sân trường thì chỉ có bùn lầy. Đây là tuyến đường quốc lộ 70. Đây, toàn là bùn lầy ạ. Nước đã rút rất là nhiều. Tuy nhiên thì những gì còn lại trên mặt đường chính là bùn lầy và rác. Vâng, và quý vị có thể quan sát thấy là phía đằng trước kia thì nước vẫn đang bị ngập khá là sâu. Các phương tiện không thể di chuyển được qua tuyến đường này. Đây là vị trí mà gần đầu cầu, khu vực gần bệnh viện ạ. Các gia đình ở đây thì đang khắc phục, đang dọn dẹp. Và lực lượng chức năng thì cũng ứng trực tại đây để hỗ trợ người dân. Tôi sẽ cố gắng tiếp cận khu vực phía đằng trước kia để cho quý vị có thể quan sát thấy rõ hơn. Đây ạ, khu vực này hiện tại thì nước đã rút khá nhiều. Tuy nhiên thì vì chỗ này khá là trũng cho nên là mực nước vẫn sâu, các phương tiện chưa thể di chuyển được. Các bạn đang đi học và đang đi công tác ở xa thì khi mà trong những ngày này nếu như không liên lạc được với gia đình thì cũng bình tĩnh nhé. Bởi vì là tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Bảo Yên thì đều có lực lượng chức năng ứng trực để hỗ trợ giúp đỡ di chuyển người và tài sản tới nơi an toàn. Vì vậy các bạn ở xa thì hãy cứ bình tĩnh và trước mắt là cứ yên tâm ạ. Đây ạ, tuyến đường này thì vẫn phải di chuyển bằng thuyền xuồng. Nước đang rút, các gia đình cũng đang tích cực dọn dẹp vệ sinh. Các lực lượng chức năng đã mang thuyền bè ra để hỗ trợ người dân di chuyển. Người dân và các lực lượng chức năng rồi các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Yên đang mang nhu yếu phẩm vào để hỗ trợ tạm thời cho các hộ gia đình ở khu vực bị cô lập với phương châm 4 tại chỗ. Đây ạ, đây là trường số 1 huyện Bảo Yên. Và sau đây thì phóng viên xin phép được kết thúc live stream tại đây để nhường cho các địa bàn khác trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất mong muốn là các lực lượng tình nguyện viên sẽ hỗ trợ và giúp đỡ người dân Bảo Yên ạ. Xin trân trọng cảm ơn.